Xin chào quý anh chị, hôm nay Đại Phúc Vinh CNC Hà Nội tiếp tục gửi tới quý anh chị một cái video clip giới thiệu về máy triển lãm tại hội chợ triển lãm quốc tế Bình Dương BIFA Good 2024. Trên màn ảnh quý anh chị đang quan sát đấy là hình ảnh của chiếc máy cắt laser combo giữa cắt tấm và kết hợp với lại cắt ống. Con máy này thì là có có thể có công suất là 3.000 kg. Ở đây trên đây là hình ảnh của chiếc máy, thì sau này chúng ta có thể quan sát thấy là hệ thống bàn máy của các khu vực cắt tấm đấy. Và phía bên này là chúng ta sẽ có cái khu vực của hệ thống cắt ống ép hộp. Với chiếc máy này của chúng tôi là được thiết kế với cái đầu ca bộ môn mắt và cái đầu cắt ra của dây tuôn này. Vâng, rất là chắc chắn. Đợt này triển lãm chúng tôi đang hỗ trợ giá rất là tốt, nên là quý anh chị có thể tham khảo và liên hệ ngay đến số hotline trên màn hình. Còn bên này chúng ta sẽ có một cái hệ thống máy nén khí ạ. Và chúng ta sẽ kết hợp với lại các cái hệ thống máy nén khí và cái khu vực làm mát đây ạ. Vâng, chiller làm mát của máy. Bên cạnh đây chúng ta có thêm là bộ máy hàn laser. Vâng, đây là chiếc máy hàn laser của chúng tôi cũng đang chỉnh chiếu tại triển lãm BIFA Good Bình Dương. Với chiếc máy hàn này của chúng ta là có công suất là 2000W. Đây quý anh chị nên là có thể là hàn rất là tốc độ rất là cao và đem đến cái mối hàn cứng vững và đặc biệt là rất là đẹp. Quý anh chị hiện tại nếu mà có nhu cầu đầu tư hoặc là có xu hướng đầu tư trong giai đoạn này hoặc là kế hoạch thì có thể là xem xét trong thời gian triển lãm máy của chúng tôi, thì chúng tôi đang có hỗ trợ giá rất là tốt. Và chương trình được áp dụng từ ngày 8 tháng 8 tới hết ngày 11 tháng 8. Quý anh chị nhé, là tất cả các máy tại hội chợ triển lãm đều được giảm giá. Và hết thời gian triển lãm thì chúng tôi lại trở lại với cái giá bán bình thường. Nên quý anh chị nhanh tay có thể liên hệ ngay đến số hotline trên màn hình. Đó, đây là hình ảnh toàn bộ của chiếc máy cắt laser và chiếc máy hàn laser của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video trên.